em đang là một buổi khui hàng dán tem giá và chụp hình tại cửa hàng Abo trong sáng nay ngày 16 tháng 2. Thì việc khui hàng này thì nó cũng đơn giản thôi, là anh Phi sẽ làm tem trên máy, rồi sau đó anh Phi in ra, anh Phi ép keo cắt rồi dán lên từng sản phẩm, và sau đó chị Thư sẽ chụp hình. Thì cái việc này nó anh Phi sẽ trình bày một cách đẹp hơn, cái hình ảnh rõ hơn, bởi vì cái clip này anh Phi đang lấy cái thông tin từ phía camera ghi hình tại cửa hàng để làm nhanh cái đoạn giới thiệu, và phía bên trong nữa đó chính là cái đoạn anh Phi ghi lại bằng camera trực tiếp của mình luôn, và với cái độ phân giải tốt hơn thì các bạn có thể thấy được những cái món hàng đã nhập vào trong cửa hàng Abo trong sáng nay. Thì cái việc nhập hàng này để đảm bảo cho cửa hàng Abo luôn luôn phong phú về mẫu mã cũng như là về giá cả ha, để phục vụ cho các bạn được cách ngon lành hơn ha. Rồi anh Phi sẽ chuyển vào phía bên trong, các bạn xem hết đoạn này khoảng tầm 1 phút 34 giây và anh Phi sẽ chuyển vào đoạn clip ở phía sau.